Rồi, sạc rồi. Nhà ơi là nó trong làn. Thế này mẹ là gỡ mẹ hồi sạch một cây đó. À na đừng lăng đừng lăng. Lăng lẽ sẽ đang hoài đồ tu gỡ vô được. Ok. Bằng đang ngay chạy chạy. Đó chưa đó. Kể tới mua cà phê thì anh em mà đi hái cà phê đây các bạn. Các bạn cũng theo chân anh em mình đi hái cà phê. Hái cà phê ghê ở đây mình nha. Chỗ này là hái rồi. Ôi, hái từ đâu vậy? Hái từ trên hả? Cà nữa này, cà phê này. Trái nhỏ quá. Cà phê đây, trái cà phê đây. Trái không? Ồ, chó nắng mặt trời luôn. Bằng chính này của dây ấy. Quay. Ai qua đây mọi người ơi. Mọi người có biết mình không? Trái quá. Dạ em lắc nó sẽ kì ưu bà bè. Dạ em lắc nó sẽ kì ưu bà bè. Dạ Rốt hay ở diễn một. Ô đây này. Tới bàn bên kia thì xong, anh em mình đã xong rồi. Cà đây là cà đây, cà 47 đây các bạn. 47 Đắk Lắk. 47 Đắk Lắk đây. Mấy đỉnh. Hello mọi người, giờ mình đang dọn lá cà phê. Quay bơi. Mò lên. Chưa rút được. Chúng mà bung lăng dậm chân tại chỗ. Chưa.
bữa rút được 2 triệu rồi đó. Rút rồi hả? 8 đô rồi hả? Nhanh vậy. Ờ. Mấy đô tháng. Ta rồi. Để xem nào, lại đây xem nào. Bê, là kính đẹp chứ. 2 triệu mấy? 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đó. Đúng không? Giờ mới được 70 đô gì đó. Chưa được. Ráng lên vài bữa này. Kiếm ít tiền xăng. Lên mạng mà em ai vừa tập nè không hết nan hại lâu sập nuôi cho tôi thôi mà tôi thì gu mà như thật trai lại quỷ tốt của mình mà tốt của anh mà cả cái em à có lá có yêu không anh à đừng mà da mắm rồi nó bực ra tận đây. Đâu rồi? Sẽ bằng cân thật nha. Tao nghe hài không phải quý. Đó hái kê cà phê Đắk Lắk đây. Ít tái quá. Hái thì mỏi tay vậy. Hái mỏi tay. Không được rồi. Về mẹ về vợ chứa rồi có tiền rồi. Thất nghiệp rồi mọi người ơi. Thất nghiệp rồi. Thất nghiệp đi 2k thôi các bạn ạ. Ký 5.000 mọi người ơi. Ký 5.000 nè. Ôi gãy luôn rồi. Gãy cành luôn rồi. Vô 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 gãy cành rồi. Vô vô vô. Ôi vô bạn ơi. Thôi mời các bạn cùng tham gia hái cà phê với anh em. Thế nào nó gọi là hái cà phê đây. Được cây này thì nhiều trái này. Ông kẹo suốt ngày xem hài. Úi dạ, hai một tay à. Đây là ma sô đây. Đúng rồi, ma sô đây. Ma sô đây. Lại là Maso đây. Lại là mình đây. Lại là mình đây. Đây là ai có nhu cầu của 2 mà 1 kg 5.000 liên hệ với mình nhé mọi người. Phê Đắk Lắk 2 kg 5.000 đây các bạn. 5.000 nhá. 5.000 nhá. Như gia chủ sắc nghiệp nhá. Bà đang cần công 2 gấp. Nào, Masuri bà đang cần công 2 gấp kìa. Hái được suốt ngày cái gãy thế này là xong rồi. Này cà đang còn non, chưa chín mấy. Tuột đi, tuột cho anh em xem. Thế nào gọi là hái cà phê này. À. 5.000 nhá mọi người. Đó, hái cả cành luôn. Hái vì đam mê mọi người ơi. Đây không phải là hái vì đi kiếm tiền, hái vì đam mê. Hái có tiền uống nước. Tiền tôi bao gái đi chơi. Đúng rồi. Đó, hái cà phê là như đây đấy các bạn. Nó cầm là tuốc thôi. Kiếm tiền để tôi hù gái cà phê cà pháo mọi người ạ. À. Một ký 5.000 là đủ dắt em đi chơi rồi. Cả đêm rồi.
Rồi kéo bạt, giờ là chuyển sang cây khác là kéo bạt. Thế nào gọi là hái cà kéo bạt. Đây đi, lấy lá đi, nhặt lá đi. Đó, bây giờ là hết một ngày anh em mới. Bây giờ là mình chuẩn bị mình gom cái lá cà phê mọi người, vứt bỏ vào bao. Chí. Đây đây lục. Hái cái này được đủ mang tiền cho vợ con rồi. Một ký 5.000 mọi người ơi. Rớt. Rớt. Rớt ra rồi. Hái xương chưa? Anh qua đây quay này, anh là idol này. Idol đi hái không mà. Ồ. Cây này nhiều trái này. Ôi, bà này nhiều cả đã thế. Lên cà rốt đập cái quả gì đây, đập vào cái này à. Idol nha, idol nhiều. Idol top top. Idol top top. Cái mông cái idol nhiều. Ai xin lắc xin lắc em nữa. Đang về thì là cái xe cày này lúng rồi. Này sao mà chở cà đúng không? Đúng rồi mọi người, xui thật. Xui thật. Hôm nay chuẩn bị về vác cà, tự nhiên mà nó lốp lủng hết thế này. Mà tiệm thì rất là xa. Ai có nhu cầu đi đi hái cho mình vác một cái bao thì 15k mọi người. Đây. Một ký là mình thuê là 5.000 nhé mọi người. Ở Đắk Lắk mình nhé mọi người. Nói chung ở thành phố Buôn Ma Thuột nhưng mà rất là yên tĩnh mọi người ạ. Nhưng mà hơi mệt nhưng mà vui. Mình đang càn tuyến ai cầm nó sẽ càng chở cà mình một ngày 350 mọi người. Bao xanh thì là 18.000 mọi người. Chụp bóng tới la. Vâng ạ.
Chỗ giờ là vác ba cà phê về. Đi. Răng ơi. Răng. Họ. Ai đồ vác cà phê mọi người. Ai đồ vác còn có đi luôn. Còn 25 kg, con này 25 kg thôi. Cái này vác đi bán mua rượu mọi người. Chốt đi bán mua rượu. Tang tang tang, yên lắc cái giặc thì đi. Chị bao mặt hả? Bác được 30 kg thôi. Khỏe của anh bác được 30 kg thôi. Khỏe 5-20 kg thôi. Yêu không mà nhìn. Làm 2-3 một lần luôn. Brak. 2-3 một lần rồi đấy. Anh nhảy đồ luôn đấy. Mệt. Bác ca rất là mệt. Làm nông là mệt thôi. Ơi, con trai. Cái này đủ á. Mua mấy cái một ngày hai cào của anh em này. Mệt. Em gì ơi. Đó, được một xe cày. Một xe cày thôi được nhiều bao rồi. Ừ. Em gì ơi, em có yêu chưa? Chưa có thì đi đi anh tối nay đi uống cà phê. Ừ. Đây
đi làm nó khổ, cực khổ lắm mọi người ơi. Mẹ nhưng mà vui, làm vì đam mê em đi ban ngày ban đêm. Mềm này. Này một bạn này. Đây, mình sẽ cút cái này. Mình sẽ đắt ra. Đây là tuần là tuần nào là? Thì hiện như trần bởi đây là đó. Thay lốp xong thì bánh lại mềm bơm. Ủa, cuối cùng anh em vẫn chưa được về. Cà phê nhiều quá đầy xe luôn. Phải chất chất mấy tấn luôn các bạn ơi. Thấy không? Cà phê là mấy tấn luôn này. Cao lắm. Thấy lên luôn.